Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lâm tổ chức kỳ họp cuối năm. Dự kỳ họp có ông Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt trên 2.600 tỷ đồng, đạt hơn 130% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng một năm. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công nhận 3 xã Tân Quang, Đình Dù và Lạc Hồng đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao, khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại 4. Năm 2021, Văn Lâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung đột phá về cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường và công tác quản lý thu ngân sách, phấn đấu có thêm 3 đến 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 đến 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 3 xã Đại Đồng, Chỉ Đạo, Minh Hải đạt đô thị loại 5. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lâm bầu ông Nguyễn Bật Khánh, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, bầu ông Trần Chu Đức, Phó Bí thư Huyện ủy Văn Lâm làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.